ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác tri, những người như vậy mong chi gặp lành. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sít Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sân Kha Giả. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 132. Xú khá ca ma ni bu ta ni yo đàn đề ná ná hiêm xá tí át tá nô xú khá mê sa nô bét chá sô lá bét chá sô lá phá tê xú khăn xú khá ca ma ni bu ta ni yo đàn đề ná ná hiêm xá tí Atano su khá mê sano bếp chá sô lá pá tê su khăn su khá ca ma ní bu ta ní vô đàn đề ná ná hiêm xá tí Atano su khá mê sano bếp chá sô lá pá tê su khăn. Chúng sanh cầu an lạc, không được dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác tri, những người như vậy mong chi gặp lành. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Và cảm nhân đã ô bài xong, mến mời bằng tay của huynh Quách Thanh Á Xích Nhật Quỳnh nha. Và kính mời. Sa thu lành thay xin trạng cảm vật. Xin lỗi. Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sáng Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Gia Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, kính đảnh lễ Đại Đức Tề Đức, kính chào cô tu nữ Tham Ma Chari. Cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kệ kinh pháp cú số 132. Sukha kamani putani yodandena nahim sati attano sukha mesano pekya sorapate sukhang sukha kamani putani yodandena nahim sati attano sukha mesano pekya sorapate sukhang sukha kamani putani yodandena nahim sati attano sukha mesano pekya sorapate sukhang sukha kamani putani yodandena nahim sati attano sukha mesano pekya sorapate sukhang sukha kamani putani yodandena nahim sati attano sukha mesano pekya sorapate sukhang sukha kamani putani yodandena nahim sati attano sukha mesano pekya sorapate sukhang sukha kamani putani yodandena nahim sati attano sukha mesano pekya sorapate sukhang chúng sanh cầu an lạc không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình
đời sau hưởng được lạc. Bản dịch của ngài Minh Châu: ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đao trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác chi, những người như vậy mong chi gặp lành. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức và Nam Mô Phật Thà Dạ Còn Đặc Sắc Sắc Dạ Kính Mời Xích Diệt Thuyền. Sa thú kính cảm ơn Minh Hóa Thành Á. Theo yêu cầu của Như Quỳnh và Răng Đông, Quỳnh đã kể 10 lần. Như Quỳnh tặng Quỳnh ly nước đầy luôn đó nghe. Ngồi trước máy vi tính. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, Như Quỳnh thấy Khi Na vào rồi, nhưng mà Như Quỳnh cầm mic để Khi Na có thời gian đưa tay mời Thi Na nha. Dạ, mời Quỳnh học giáo pháp. Dạ, mời Thi Na. Con kính lãnh lễ Ban Huệ Tam Bảo, con kính lãnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 132. Sukkakamani bhutani yodande nana hinsati antano sukame sano pencha sulafate sukang. Sukha kama ni bhuta ni yodande nana hinsati antano sukha me sano pencha sola phate sukhang. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm an lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Sukha kama ni bhuta ni yodande nana himsati antanu sukame sano pencha sulavate sukham. Sukha kama ni bhutani yodande nana himsati antanu sukame sano pencha sulavate sukham. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác tri, những người như vậy mong chi gặp lành, của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Đàm Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con xin kính lễ Tam Bảo, kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý bà, quý cô tư nữ, kính chào quý Phật tử. Con xin đọc câu pháp cú số 132. Sukha kama ni phu ta ni yo đàng đề na na hình sa ti atano sukha me sano bet chat so lapate sukhang. Sukha kama ni phu ta ni yo đàng đề na na hình sa ti atano sukha me sano bet chat so lapate sukhang. Sukha kama ni phu ta ni yo đàng đề na hình sati atano sukha me sano bacchaso lapate sukha. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau hưởng được lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trượng hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác tri, những người như vậy mong chi gặp lành. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin hết ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Quỳnh học giáo pháp. Nam mô Bích Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Thành đại đức, Tịnh Đạt đại đức, Tể đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thammachari. Chị là cô chưa có biết cách cầm mic rồi. Dạ, trong đạo tràng có vị nào biết cách cầm mic ở A Pháp thì Nhật Quỳnh kính cung thỉnh, kính mời chỉ dạy dùm cho cô tu nữ Thammachari. Dạ, cô nhờ Nhật Quỳnh, mà Nhật Quỳnh ngày hôm qua
cái bánh thót nó bật Nhật Quỳnh quá nên Nhật Quỳnh không có thời gian hỏi những vị dùng. Dạ, Nam Mô Bích Hà giá Sa Thú Sa quên con xin ôn bài. Dạ ơn Quỳnh Quá Thà Na. Dạ con xin ôn bài, con gồm lại đồng hồ còn 4 phút lận. Dạ con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 132. Cảm ơn Quỳnh cho bài học. Sukha kama ni phụ ta ni vô đành đề na na hiểm sát tị át ta nô su khá mê xa nô bạch cha sầu la phát tê su khăn. Su khá ca ma ni phụ ta ni vô đành đề na na hiểm sát tị át ta nô su khá mê xa vô bạch cha sầu la phát tê su khăn. Chúng sanh cầu an lạc không dùng trường hại người để tìm lạc cho mình đời sau hưởng được lạc. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Su khả ca ma ni phu ta ni dỗ đan đê na na hiểm sa ti a ta no su khả mê sa no bet cha sâu la pha tê su khăn. Sukha Sukha kama ni phu ta ni yo dan de da na him sa ti atano sung kame sa no bacha so la pate sukhang. Ai ai hạnh phúc cũng cầu, tại sao đau trường hại nhau làm gì? Tìm an mà lại ác chi, những người như vậy mong chi gặp lành. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, như Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Thầy Đức đã tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 132. Như Quỳnh kính cảm ơn Xích Rạng Đông, Cẩm Vân, Vinh Quách, Thanh Ná và Thi Na đã hỷ lên bài. Dạ bây giờ thì con sớm 2 phút, nhưng con thấy Đại Đức Tịnh Đạt đã vào đạo tràng lâu rồi. Dạ sư có sẵn sàng chưa bạch sư? Con có thể cung thỉnh pháp sư được không bạch sư? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ Đại Đức Tịnh Đạt có chiếc máy không ạ? Sư đã sẵn sàng để cho chúng con được học bài chưa ạ? Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, trước khi con thỉnh pháp sư, con có đôi lời kính bạch sư. Dạ, trong đạo tràng chúng con muốn biết được tình hình của sư Tệ Dũng. Dạ, trước khi sư cho chúng con bài học thì sư cho chúng con biết được tình hình của bệnh tình của sư Tệ Dũng bạch sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay câu pháp quốc kinh số 133. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tha Sa Nam Mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm.
cả tam giới thừa ân phổ cập A Đàm mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng A Thịnh Ngài thuyết pháp nói là ư bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt. Từ bi hoan hỷ đăng đàn, chỉ chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu khúc của kinh sở 133. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính đến lễ Chư Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, cùng mến chào toàn thể quý vị có mặt diễn đàn Pháp Cú Kinh. Dạ, ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, chúng ta lại tiếp tục cho các bài học cấu số 133. Dạ, lúc nãy Tịnh Đạt có vào xem cái tiêu đề quý vị ghi, hôm nay chúng ta học một câu pháp cú số 134, không biết có trùng có vấn đề nhảy câu gì hay không, nhưng mà thật ra hôm nay chúng ta học câu 133 đúng không ạ? Dạ, sư Tịnh Đạt có thấy là bữa thứ hôm thứ năm Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng giải câu 132. Dạ, hôm nay chúng ta học câu số 133. Tại vì cũng không có sao, bởi vì hôm nay chúng ta học số 133 hay 134 thì hai câu kệ ngôn pháp cú này cũng cùng một cái duyên sự. Dạ, cùng một cái duyên sự. Cho nên chúng ta sẽ học 133 hay 134 thì chúng ta cùng có duyên sự. Dạ, với vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Dạ. Trước khi vào cái buổi học thì theo lời yêu cầu của cô Nhật Quỳnh có hỏi thăm về sức khỏe của Thượng Tọa Thị Dũng hiện nay. Thưa quý vị, kính mạch Chư Tăng, thưa quý vị rằng ngày thứ hai đầu tuần này đó, ngày hôm đó là ngày 12 hay ngày 13, thì Thượng Tọa Thị Dũng trong khi mà quét dọn cái Phật cảnh trong chùa đó thì bị trượt té và sau đó đưa vào bệnh viện để mà thăm khám kiểm tra chụp hình, thì bác sĩ báo kết quả là gãy cổ xương đùi. Cái cổ xương đùi thì nó nằm cái vị trí nằm gần háng. Dạ. Gãy cổ xương mà vị trí nằm háng, và cái vị trí gãy nó bị khá là phức tạp cho cái việc mà kẹp nẹp hay là bó bột để mà lành xương. Cho nên bác sĩ có tư vấn để mà quyết định thay khớp chỗ mà kết nối vượt giữa cái xương háng, thay khớp, và cho đến nhập viện vào ngày thứ chiều thứ hai thì sáng thứ ba 11 giờ sáng thứ ba 11 giờ trưa thứ ba thì bác sĩ tiến hành phẫu thuật, ca mổ kéo dài 3 tiếng đồng hồ và đã thành công tốt đẹp. Sau thời gian mà phục hồi ở trong hộp phòng hồi sức thì bây giờ Thượng Tọa Thị Dũng nói chung là tình hình sức khỏe cũng khá là khả quan và ổn định. Do là thay khớp
Cho nên cái thời gian phục hồi khá là nhanh so với là cái việc mà kẹp nẹp băng bột. Hiện tại thì ngày hôm qua và ngày hôm nay thì Thượng tọa Thầy Dũng được bác sĩ vật lý trị liệu tập đi, bắt đầu đã tập đi rồi. Ngày hôm qua thì tập ngồi, tập duỗi chân, và hôm nay thì đã chống tó để tập đi. Và trong cái những cái đoạn video, những cái đoạn mà gửi thông báo tình hình khỏe tại bệnh viện thì sắc mặt của Thượng tọa Thầy Dũng cũng khá tốt, cũng ổn định. Cho nên kính thông báo đến chư tăng và chư Phật tử được rõ tình hình hiện nay. Và đó là đôi điều tóm tắt yêu cầu để thông báo về sức khỏe hiện tại của Thượng tọa Thầy Dũng. Dạ, cũng rất là lo mà cũng rất là mừng khi mà cái việc điều trị nó được tốt đẹp. Đương nhiên thì cái chi phí nó cũng rất là cao, nhưng mà hiện tại thì đã có những cái Phật tử đã ủng hộ và lo lắng cái viện phí cho nên cũng một phần nào đó cho sư được cái sự yên tâm. Và bây giờ thì chúng ta quay lại buổi học ngày hôm nay để tiếp tục cho cái phần học Kinh Pháp Cú vào ngày thứ sáu. Và trước khi vào bài học thì chúng ta tịnh đại chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi sokkhato bhagavatā dhammo aṃ namāmi suppatipanno bhagavato sāvakasaṅkho Sankhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con đảnh lễ chư tăng Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức và kính chào toàn thể quý vị có mặt tại diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 133, phẩm Đanh Đá Quắc Gá, phẩm hành phạt. Phẩm hành phạt. Câu Pháp Cú số 133 có nội dung như sau. Ma vô cha pa ru sang can chi vô ta pa di wa de yu tang dukkha hi saram pa ka tha pa ti dan da phu se yu tang Ma vô cha pa ru sang can chi vô ta pa ti wa de yu tang dukkha hi saram pa ka tha pa ti dan da phu se yu tang. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản văn xuôi của Ngài In Đá Chân Đá Chánh Thân. Bạn chớ nói điều thô lỗ đến bất cứ ai. Những người đã bị bạn trong một đơn nói có thể nói lại bạn. Tai hại thay những lời nói cọc cằn, vì trong một đơn những sự đánh trả lại có thể xảy ra cho bạn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 133 này.
đầu tiên là ma vô cha paru sang canh chí. Ma vô cha paru sang canh chí, bạn chớ nói điều thô lỗ đến bất cứ. Ma vô cha, chúng ta có cái từ là ma cộng với lại avo cha. Ma là không, đừng, chớ. Đúng ra là chúng ta dịch là ma là đừng, chớ. Avo cha là một cái động từ được chia, có nghĩa nói. Nó từ cái động từ vadati, nói. Ma vô cha, chớ nói. Pha ru sang, ru là thô lỗ cọc cằn, điều thô lỗ cọc cằn, điều thô lỗ cọc cằn, điều thô lỗ, điều cọc cằn. Canh trí hoặc là kinh trí, chúng ta có cái từ canh trí hoặc là kinh trí. Đến bất cứ ai, bất cứ ai, bất cứ ai. Tình đạt cho tình đạt thấy hình ảnh cũng như âm thanh có đường truyền có tốt không ạ? Dạ, sẵn đây cũng xin quý vị quan hỷ với cái việc đường truyền mà tình đạt sử dụng đang sử dụng là có cái sự cúng dường của cô Nhật Quỳnh để mà hỗ trợ cho cái việc tạo đường truyền nó ổn định để tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và một lần nữa xin sa thú với việc cúng dường của cô Nhật Quỳnh. Chúng ta thứ hai, ta phi quân ta. Dạ, quý vị xem rõ nghe rõ là rất là quan hỷ. Vutta pati deyu tăng, những người đã bị bạn nói có thể nói lại bạn. Vutta, cái từ vutta này cũng là bất biến quá khứ phân từ của cái từ vadati là nói, đã nói. Pati qua đầy dùng, pati qua đầy yếu, pati qua đầy yếu. Pati qua đầy yếu là có nghĩa là có thể nói lại. Cái thành hình thành bởi cái từ pati cộng với lại cái động từ qua đá tí. Bát tí có nghĩa là ngược lại hay là đối lại. Thì cái từ bát tí qua đây vú ở đây có nghĩa là bị nói ngược lại, nói đối lại hay là đáp trả lại. Chúng ta có thể dùng cái từ đáp trả lại, chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Đáp trả lại. Tăng là một cái đại từ của cái từ tum há, có nghĩa là bạn. Ngôi thứ hai, chỉ ám chỉ ngôi thứ hai đó. Câu thứ ba, dukkha hi sarampakatha, dukkha hi sarampakatha, tai hại thay những nói cọc cằn. Dukkha hi sarampakatha, dukkha có nghĩa là đau khổ, cái nghĩa này rất là thông dụng. Nhưng mà chữ dukkha này có tùy cái tình huống.
cái đau khổ này nó rất là chung chung, nhưng mà cái đau khổ ở đây nó là đau khổ bởi cái lời đáp trả qua lại, bởi cái việc nói không tốt, thì chúng ta có thể cho nó là cái từ đó là tai hại hay là đau khổ đúc kha. Ở trong bản của Ngài Minh Châu thì Ngài dịch là khổ tai, lời phẫn nộ, khổ. Hí là thật vậy, thưa quý vị. Hí là thật vậy, cái từ này thì đương thường thì dùng để nhấn mạnh mà thôi. Sarampakatha, Sarampakatha. Sarampa có nghĩa là sự giận dữ, sự phẫn nộ. Katha là lời nói. Sarampa, Sarampa là sự phẫn nộ, giận dữ. Katha là lời nói. Thì Sarampa Katha chúng ta cho cái nghĩa đó là lời phẫn nộ hoặc là lời cọc cằn. Lời phẫn nộ hay lời cọc cằn. Câu thứ tư, câu cuối cùng. Patidanda Phusayutang. Patidanda Phusayutang. Patidanda, Patidanda có nghĩa là hình phạt. Hình phạt mà nó có cái tiếp đầu ngữ pati, đó là đối lại, ngược lại. Thì chúng ta có vừa cái từ ở trên là chúng ta có cái từ gì ha? Patiyu. Ở đây chúng ta là có pati danda. Danda là cái sự hận thù, gây hấn, gây thù, đánh đập. Chữ danda ở đây chúng ta dùng có nhiều nghĩa, và khi mà kết hợp thì chúng ta sẽ cho ra một cái nghĩa, đó là sự đánh trả lại hay là trả thù đối với việc. Có nghĩa là giống nói thì là trả lại, hành động thì là đánh trả lại. Và chúng ta có thể dùng cái từ đó, pati quan đề vũ và pati đành trả, đánh trả lại hay là trả thù. Phu phu xây dú, phu xây dú là làm tổn hại, làm tổn hại, làm tổn hại. Ngài Minh Châu thì nhà dục là chữ phản. Chữ phản chạm người là pati danda. Pati danda phusayu là đau trượng phản chạm người. Nói lên cái hành động mà bị đáp trả lại. Và như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 133. Và một lần nữa thì còn chữ tăng. Chúng ta còn chữ tăng là bạn. Ngôi thứ hai giống như là từ trên. Lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 133 có nội dung như sau. Ma wo cha pa ru sang can chi ta ti yu tang dukha hi sarampa katha pati danda phu se yu tang. Chớ nói lời ác độc, nói ác, khổ thai, lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm người. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài, người này thô lỗ cọc cằn, người kia chẳng nghĩ thôi. Khổ thai, phẫn hận trên đời, vết thương nhau xé, tiếng lời lại qua. Nam mô Bụt Tha Giá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào phần duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này.
133. Cái duyên sự chú giải của câu kệ ngôn pháp cú này thì được đề cập đến đó là một cái vị tỳ khưu tên là Kondathana. Cái vị tỳ khưu Kondathana này có một cái hiện tượng lạ, thưa quý vị. Có một cái hiện tượng lạ. Trong câu chú giải thì kể rất là chi tiết về cái nguyên nhân, nhưng mà tịnh đài xin được kể theo cái hiểu, và để cho quý vị tại vì trong câu chữ, trong cái chú giải này thì trong câu chữ được dịch ra thì đôi khi chúng ta lại khó có nắm bắt được cái ý nghĩa của câu chữ trong đây. Cái vị Kondathana này đó là một vị tỳ khưu thời Phật Gautama. Và có câu kệ ngôn này liên quan trực tiếp đến cái vị tỳ khưu này. Bởi vì có một cái hiện tượng lạ xảy ra là cái vị tỳ khưu này khi mà đi bất cứ ở nơi đâu, ở trong chùa hay là đi vào trong thành khất thực, đều có một cái hiện tượng lạ, đó là từ sự ta có thể nhìn thấy một cái hình dáng một cô thiếu nữ đi thấp thoáng phía sau của cái vị tỳ khưu Kondathana này. Thì quý vị biết rằng một cái vị xuất gia mà người nữ phải nói cái ảnh không có đẹp và gây bức xúc ở trong dư luận của dân chúng, và đến nỗi là người ta bức xúc đến nỗi mà người ta không có, dân chúng không có để bát cho cái vị tỳ khưu này, ta không có đặt bát, bởi vì người ta nghĩ rằng cái vị tỳ khưu này có cái giới rất là không có trong sạch. Luôn luôn lúc nào đi cũng dẫn theo một cái cô thiếu nữ như vậy, mà chính bản thân cái vị tỳ khưu Kondathana này không có phát hiện, không có biết, và chính trong chư tăng là những người bạn đạo đồng phạm hạnh cũng có những cái dư luận không tốt khi mà bắt gặp những cái hình ảnh như vậy. Và có một nhóm cái vị tỳ khưu đó cũng bức xúc và đã lên tiếng trách mắng khu nó, tại sao những cái hành động không tốt như vậy, đi đâu cũng dẫn theo một người phụ nữ, ngay cả ở trong cốc liêu cũng có một cái hình bóng người phụ nữ. Thì các nhóm các vị tỳ khưu này sau khi mà đã trách mắng như vậy cũng không có cải thiện được. Cuối cùng thì các vị mới nhờ các vị thí chủ như là ông Cấp Cô Độc và Quý Sa Kha để mà giống như là không cho vị này ở trú xứ đó nữa, bởi vì khi mà một cái vị tỳ khưu mà ở như vậy đó, có cái hình bóng, cái hành động như vậy thì ảnh hưởng thứ nhất là ảnh hưởng đến chùa chiền, thứ hai ảnh hưởng đến Phật giáo. Nhưng mà hai vị ấy cứ không có dám lộng quyền, cái đó là việc của chư tăng. Cái đó là việc của chư tăng, cho nên hai vị này nghe là biết vậy nhưng mà không có đá động gì hết. Rồi các vị tỳ khưu này mới bàn tính với nhau là mách với Đức Vua, để Đức Vua có cái quyền để mà à,
tác động đến cái vị tỳ khu Konathana này để đi chỗ khác ở. Thì khi mà Đức Vua đi đến, Đức Vua cũng thấy cái hiện tượng đó, là xa xa nhìn thấy là có một cái hình bóng của người thiếu nữ đi theo sau lưng. Thì Đức Vua cũng rất là bất bình, tại sao mà có một vị xuất gia lại có hành động như vậy. Thì Đức Vua mới, ban đầu Đức Vua mới tìm hiểu và triệu tập các vị tỳ kheo đó, và có cái sự hỏi về cái lý do tại sao mà có cái hành động như vậy. Thì cái vị tỳ kheo đó hoàn toàn là không có hay biết gì hết, hoàn toàn là không có, tại vì cái đó là cái do cái ác nghiệp của cái vị này cho nên có cái hình bóng như vậy, chứ thực tế là vị này vẫn sống một mình, không có phạm giới, không có cái gì hết. Thì Đức Vua sau khi tìm hiểu như vậy thấy là cái chuyện này là chuyện không có ổn, không thể nào tự quyết được, cho nên cuối cùng mới là trình lên Đức Phật để Đức Phật ngày xem xét. Thì khi mà trước khi mà trình lên Đức Phật đó, thưa quý vị, rằng từ khi mà Đức Vua ngài tìm hiểu cái nguyên nhân cớ sự của Konathana đó, thì Đức Vua ngài rất là thông cảm, bởi vì ngài kiểm tra rất là kỹ. Có lúc á thì thấy cái hình bóng của người thiếu nữ, nhưng mà đứng từ xa kìa, còn đi lại gần á lại không thấy, chỉ thấy một cái vị tỳ khu phẩm hạnh đoan trang, rồi đi ra xa thì lại thấy tiếp, đi lại là lại không thấy. Tìm đủ nơi của cái người, cái vị cũng rất là thông cảm, và giống như là làm một chỗ dựa tinh thần cho cái vị tỳ khu này, thỉnh Konathana này mỗi ngày đó đến hoàng cung để mà Đức Vua ngài để bát. Bởi vì trong dân thành người dân đâu có ai đó để bát cho cái vị tỳ khu này. Chính vì cái việc mà Đức Vua là cái chỗ dựa, vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là chỗ dựa về cái việc nuôi mạng đó, cho nên tỳ khu Konathana này có một cái sự tự tin, có một cái sự tự tin. Và chính vì cái sự tự tin này đó, mỗi khi bị ai nói mình là phá giới, nói mình là một cái tỳ khu không có phẩm hạnh đức độ, đi đâu dẫn một người thiếu phụ đi theo, thì ngày trước do là mình không có cái chỗ dựa cho nên im lặng. Bây giờ có vững chắc là một cái vị vua, thì cái vị này phản bác lại biện minh, tôi không có như vậy, tôi không có phá giới, tôi không có là một người ác tăng, mà chính những nhà ngươi, chính những người mà nói tôi như vậy đó là người phá giới, là người ác tăng. Nhà phản bác lại mà vậy, lời qua tiếng lại. Và khi mà sự việc đến trình lên Đức Phật á, thì Đức Phật ngài mới giải thích, ngài xác minh rằng Konathana này không có phá giới, không có là một cái vị ác tăng, nhưng bởi vì cái ác nghiệp từ ngày xưa ở những tiền kiếp trước đó, cho nên ngay cái hiện tại này báo ứng, chính vì cái ác nghiệp đó mà ngay cái hiện tại này có một cái cuộc sống rất là bấp bênh, khó khăn, nhiều người hiểu lầm. Thì Đức Phật ngài kể lại cái câu chuyện đó. Thì cái câu chuyện trong quá khứ thì do là có một cái vị chư thiên muốn thử lòng, thật sự ra là thử thách thôi, chứ không có cố tình. Cái tình thâm giữa hai cái vị tỳ khu bạn với nhau, muốn thử thách hai cái vị này có thật sự
là người bạn thâm tình không? Và cái đôi cái tỷ phú này ở trong tiền kiếp đó rất là thâm tình, như là huynh đệ ruột thịt. Nhưng cái vị chư thiên đó thử thách bằng cách đó là khi mà đi trên đường đi đó, một vị tỳ khưu đi vào trong bụi rậm để mà đi vệ sinh, đứng ở ngoài chờ. Thì một vị, khi mà cái vị tỳ khưu đi vệ sinh đó, ở trong chỗ vắng, khi mà từ chỗ vắng đi vệ sinh xong đi ra ngoài đó, thì có hình bóng của một cô thiếu nữ, tóc tai thì xóc xếch, xiêm y thì đang mặc lại. Thì với cái hình ảnh như vậy đó, tạo cho ta người ta một cái hiểu lầm, đó là cái vị tỳ khưu đi vệ sinh đã phạm giới với nữ, đã phạm cái giới đại giới. Và chính vì cái sự xích mích qua cái vị tỳ khưu đã qua cái hình ảnh đó, thì đã là cái sự xích mích và chia rẽ bởi hai cái vị tỳ khưu đó, bởi cái vị chư thiên đó. Chính vì cái ác nghiệp của vị chư thiên mà chia rẽ hai cái vị tỳ khưu, tình thâm của hai vị tỳ khưu bằng cái hình ảnh giả vờ là một cô thiếu nữ bị cùng với một vị bị hãm hiếp, bị cùng cái vị tỳ khưu mà phá giới đó. Chính vì cái hình ảnh thử thách đó, tới cái hiện tại bây giờ nó xảy ra cái cớ sự này, là đi đâu cũng có một cái hình bóng người phụ nữ đi theo, đi đâu cũng có một cái cô thấp thoáng đi theo. Thì khi mà Đức Phật Ngài kể hết cái câu chuyện nguyên nhân tại sao có cái sự việc như vậy, và Ngài giảng cho tất cả các cái vị tỳ kheo và hội chúng ở đó nghe về cái ác nghiệp làm phải chịu cái hậu quả nó rất là nặng nề, rất là nặng nề. Giống như là câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta học ngày hôm nay, đó là nói ác bị nói lại, đau trượng phản chạm người. Nói ác bị nói lại, đau trượng phản chạm người. Khi mà cái lời nói hay là cái hành động đó, khi mà tác động đến một cái người nào khác với cái ý nghĩ là gây phiền não, gây thù chuốc oán, gây khó chịu, gây hoang mang bởi cái lời nói hoặc là cái hành động của mình đó, thì ngay trong cái hiện tại hoặc là trong cái tương lai đó, mình sẽ nhận hưởng và nặng. Cái điều đầu tiên mà Tịnh Đạt muốn nói đó là cái uy tín của mình thì nó sẽ bị mất. Cái người mà nói không đúng sự thật, ở đây chúng ta mở rộng ra cái việc mà nói ác. Nói ác nó có nhiều cái khía cạnh của nói ác. Cái hành động ác nó có nhiều cái khía cạnh của hành động ác. Cái lời nói ác ở trong Phật giáo mình thì chia ra có bốn cái. Nhưng mà ở trong cái đời sống hiện tại đó, cái đời sống ở trong cái đời thường mình đó, thì đôi khi chúng ta lại không có để ý. Nhất là những người mà ở trong cái ngành buôn bán, thì nói làm sao để được khách hàng tin tưởng, nói làm sao để mà cái sản phẩm của mình được có giá trị tung ra thị trường, nói làm sao để lấy lòng khách hàng, thì sử dụng tất cả những cái biện pháp đôi khi lại phạm vào những cái điều là không mà nói có mà nói không. Đôi khi lại chạm phạm vào những cái điều đó là sử dụng những biện pháp là đè bẹp cái thương hiệu khác, cạnh tranh
bằng cách là đè những người khác để mình có được cái lợi. Và đôi khi lại phạm vào những cái điều mà nói để mà cho khách hàng đó không có còn tiếp tục mua ở những cái sản phẩm khác mà chỉ mua ở sản phẩm mình. Tức là mình chia rẽ khách hàng với những cái đại lý khác, nói cho cái người khách hàng đó bị dao động tâm lý. Rồi có những cái việc đó là mình sử dụng cái lời nói để mà kiếm lời, để mà kiếm lời. Mà khi kiếm lời không được đó thì sao? Thì ra những cái lời tốt đẹp, những cái lời mà làm cái đau khổ. Khi mà kiếm lời không được thì bắt đầu mới chửi mắng những cái lời thô tục. Thì thưa quý vị rằng trong cái cuộc sống mà chúng ta đang sống, đa phần ta sử dụng cái giao thiệp, giao tiếp để mà phát triển. Trong cái giao thiệp, giao tiếp đó, được xem là một cái kỹ năng mềm của một cái người phát triển, một cái người thành công. Nói phải có kỹ năng, giao thiệp cũng phải có kỹ năng. Và cái kỹ năng đây tiện dẫn từ cái âm vọng, từ cái từ ngữ, từ cái giao thiệp, từ cái đối tượng, vân vân. Và đôi khi sử dụng những cái kỹ thuật mà lấy lòng, nhưng mà đôi khi những người đó lại không có quan tâm đến cái gọi là cái khẩu nghiệp. Bởi vì cái khẩu nghiệp được mọi người hiểu đó là nói chửi mắng, giống như là những cái người giang hồ thì mới gọi là khẩu nghiệp. Nhưng mà thật ra nó cái đó còn thô thiển lắm. Cái khẩu nghiệp á, nhiều khi nó chỉ là một cái lời nói trong lúc mà người ta đang khó khăn, hay là trong lúc người ta đang trên giường bệnh. Những cái bệnh nhân, thưa quý vị rằng, họ rất là lo lắng với cái bệnh của mình. Trước khi mà lên ca mổ chẳng hạn, hay trước khi mà bác sĩ phát một cái điều trị, thì cái tâm lý người bệnh nhân nó rất là hoang mang. Mà ngay lúc đó đó, một cái người vô tâm lại phát ra những cái lời nói hay là những cái tin tức liên quan làm người bệnh nhân nó rúng động nữa, thì phải nói là cái lời nói một cái người rất là ác tâm. Chứ không phải đợi lúc mà mắng chửi dùng những cái lời thô tục nặng nhẹ mới gọi là ác khẩu nghiệp đâu, thưa quý vị. Mà là những cái lúc đôi khi mình thiện chí nhưng mà mình không biết hợp thời, không biết lựa lời, nó trở thành một cái điều mang đến cho an, thì đó cũng là cái khẩu nghiệp. Cũng giống như bây giờ mà đối với một cái bệnh nhân, người ta đang phải run sợ, hoang mang trước cái ca phẫu thuật, một cái ca phẫu thuật, thì bây giờ tự nhiên chúng ta đi tìm hiểu trên mạng thông tin, chúng ta là không phải là chuyên môn chuyên gia, mà chúng ta cũng tìm hiểu trên Google hay là những cái thông tin đại chúng, rồi chúng ta nói như là một chuyên môn chuyên gia. Cái ca phẫu thuật đó, bệnh lý đó, phẫu thuật đó thì thành công rất là thấp. Nếu mà thành công thì cũng để lại di chứng, bị tật hay là bị vô sinh, vân vân. Thì đó cũng là cái khẩu nghiệp mà chúng ta cũng cần nên tránh. Và Tịnh Đạt cũng xin nhắc lại là cái lời nói đó cũng cần được huấn luyện. Và thực tế đó là những người mà thành công đó, thưa quý vị rằng,
người ta có một cái sự giao tiếp rất là hợp lý ở trong từng hoàn cảnh khác nhau. Còn nói về cái việc mà tạo ác nghiệp ba cái lời nói thì chúng ta phân tích rất là nhiều. Nhưng mà làm sao mà chúng ta thấy được ở trong cuộc sống của mình đó, đó là cái điều khó. Ở trong kinh, bài kinh ngày hôm nay đó, thì chúng ta lại học thêm một cái bài học về về cái nghiệp lý nhân quả. Nhưng mà cái nghiệp lý nhân quả này, Đức Phật Ngài muốn dạy cho cái vị tỳ khưu Kondathana này trực tiếp. Bởi vì cái vị tỳ khưu này và mình là tăng đó, thì có một cái sự chống trả, không có chịu im lặng, không có chịu nhẫn nhịn, dạy trực, nói ác bị nói lại. Nhưng mà thật ra đó, trong cái luật đạo lý nhân quả đó, thì nó không chỉ là cái việc mà nói ác bị nói lại, nó rất là thường. Bây giờ chúng ta nói cho đã miệng, mai mốt chúng ta bị nói lại đã lỗ tai, thì cái chuyện đó nó nhẹ quá, nó nhẹ quá. Mà chúng ta cần phải hiểu đó là một cái lời nói ác, nói xấu đó, nó để lại một cái hậu quả sâu xa hơn là cái việc mà bị người ta nói lại. Giống như là, cũng giống như là cái việc mà đánh đập, giết hại, bị đánh đập trở lại đó. Cái chuyện ân oán có qua có lại thì nó rất là bình thường. Nhưng mà mình đang muốn nói đây, một cái lời nói đó mà không có cái thiện tâm thiện chí, nhiều khi nó ảnh hưởng đến cả cái cuộc đời của mình, cả cái công việc, đến ảnh cả cái sức khỏe, cả cái tính mạng của mình. Khi mà mình hay nói chơi, nói giỡn, nói những điều mà mang lại cái niềm vui cho người khác đó, thì chuyện đó là chuyện bàn cãi, bàn nói ở đây. Nhưng mà đó những cái là niềm vui khiến cho người khác phải bận tâm suy nghĩ, thưa quý vị, rằng cái hậu quả đó mà mình trực tiếp gánh chịu, đó là mình thiếu đi cái lòng từ bi. Mình sẽ bị người khác đánh giá là một cái người thiếu cái tôn trọng, và mình sẽ mất dần cái uy tín, cái đức độ. Cho dù mình có là người giàu có, mình có chức quyền, thì người ta cũng không có nể. Đôi khi người ta sợ thôi, nhưng mà người ta không có nể, bởi vì cái lời nói của mình thôi. Còn ngược lại, tuy rằng chúng ta không có giúp được gì trong cái vật chất, trong cái khó khăn của người khác, nhưng mà một lời an ủi, một lời chia sẻ, một lời sắp tấn khích lệ, thì người ta đôi khi nhớ ơn cả suốt đời. Một cái lời nói bằng cái tấm chân tình, không phải là qua cái sự khéo léo, cái lời đầu môi chót lưỡi, mà bằng một cái tấm chân tình thiện chí, thì cái người người ta cần trong cái lúc khó khăn là cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu, thì một lời nói của mình, tâm trạng của người khác, thì phải nói rằng là như là một cái ly giúp cho người đó qua được cái khổ đau. Trong câu pháp cú này, khi mà Đức Phật Ngài giảng dạy về cái lời nói hay là cái hành động của Kondathana, Đức Phật Ngài cũng đã rầy, Ngài đã khuyên Kondathana hãy giống như là chiếc chuông bị bể không thể nào phát ra tiếng, ở câu 134 mà chúng ta sẽ học trong bài học
kế tiếp. Bởi vì trong cái duyên sự này sẽ có hai câu kệ ngôn liên 133, 134. Nếu tự mình như chiếc chuông bị bể, ngươi đàn không, ngươi không. Thì chúng ta sẽ học tiếp tục trong cái ý nghĩa câu kệ ngôn Pháp Cú 134, cũng như là một lần nữa chúng ta sẽ học là cái duyên sự này. Một lần nữa thì Tịnh Đạt cũng xin được gửi một cái điều trong cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 133, cũng như là cái duyên sự này. Trong cái cuộc sống của mình cần có sự giao thiệp, bạn bè, và trong cái giao thiệp đó chúng ta cũng nên cẩn trọng cái lời của mình. Chính vì sự cẩn trọng cái lời nói của mình, nó sẽ tăng cái giá trị của bản thân mình. Giá trị lời nói, giá trị là người điểm tựa cho những người xung quanh, thì đó là một cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Và nó hỗ trợ cho cái việc đó là mình sống an vui, người sống xung quanh mình cũng được an vui. Và khi mà những người khác có cái sự khó khăn, mình là điểm tựa, mình là cái nơi để mà người ta có thể tìm về, tìm kiếm cái sự an vui. Thì đó cái khía cạnh rất là quan trọng trong cái lời nói, trong cái giao tiếp. Thì Tịnh Đạt cũng xin được kết thúc cái buổi chia sẻ qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 133 này. Dạ, phần phước phát sanh thì cũng xin chư thiên kính dâng đến chư thiên và gia hộ, xin chư thiên qua gia hộ cho toàn thể quý vị, kính mong toàn thể quý vị được sự an vui, an lành trong Phật pháp. Và cũng xin dâng phước đến từng tòa thầy Dũng đang điều trị bệnh tại bệnh viện Sài Gòn Y Tô tại thành phố Hồ Chí Minh, được mọi điều trị mau chóng bình phục, hồi sức trở lại sinh hoạt với lại tứ chúng. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học Pháp Cú số 133 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít.